Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, anh thấy mặt em để cho anh nghe em giọng nói, dáng em yêu núi đôi vượt xa, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy chẳng hề phai. Nguyện yêu anh, thương anh trọn kiếp. Hứa yêu em khi vui lúc buồn. Đường đời kia bên nhau vai sánh vai. Chẳng lo chi khi ta có tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dìu dắt. Chúa bên ta. Sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cụ ông, cụ bà và anh chị em thân mến, đặc biệt là hai gia đình của đôi bạn trẻ Giuse Đào Văn Thái và Maria Lại Kiều Trang, hôm nay cùng cộng đoàn rất hân hoan vui mừng quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu này để cử hành nghi lễ. Chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa cùng với anh chị trong ngày anh chị quyết định thành lập một gia đình mới. Đối với anh chị, đây thật sự là một giờ phút thật quan trọng và đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, tình nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ cho anh chị trong đời sống hôn nhân. Hãy cùng anh chị lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, để rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản nài van Thiên Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ là anh chị đây sắp kết hôn với nhau được mãi mãi nên một trong tình yêu của Đức Kitô. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người thiện tâm, con cả người Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con ở đây Chúa, chúng con cùng Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Còn một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở bên hiếu đức Chúa Cha, xin thương xót. Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Thượng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Đoàn chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ignacio Giuse Maria. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và đói thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đào Văn Thái và chị Maria Lại Kiều Trang, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách thắng thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hay làm ra con người theo hình ảnh chúng ta.
giống như chúng ta để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, rẽ thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa với phán với họ: hãy sinh sôi lầy lội thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cái biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Thiên Chúa thấy mọi sự đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Cho những ai tôn thờ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Người. Tươi lặng đêm bao nhiêu an lành với muôn trái thơm dịu ngọt, lại đây vây chung quanh bàn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như hoa liễu xanh rợn chồi non đang lớn, Chúa thương sợ che. Sương vui vì đây bao nhiêu phúc nồng chứa tràn xuống trong một đời. Bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm nụ, mừng cho Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa. Suốt đời Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con thấy sẽ lãnh nhận dựng xây mái ấm lâu bền, tình yêu mãi thắm tươi màu, cùng ca khen Chúa phúc cho đời con. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng sống. Trước mặt Người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất một cứ khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là một bộ phận trong thân thể của Người. Sách thánh có lời chép rằng:
Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh, đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, kính lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là một niềm vui không chỉ riêng cho hai gia đình của hai đôi bạn, mà còn là niềm vui của cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Vì cộng đoàn giáo xứ chúng ta chuẩn bị đón một gia đình mới, một thành viên mới chuẩn bị trong giáo xứ chúng ta. Trong lời Chúa hôm nay, khi tôi ngồi nghe hơi chột dạ bài đọc một cô dâu đọc: con người ở một mình không tốt. Thầy nghĩ ra các cha, các thầy, các sơ không ổn. À, mình không tốt thế nào? Này, tính sao? Giờ phải đi tìm mình nữa à? Lời Chúa nói, con người ở một mình không tốt. Cho nên chính vì thế mà anh Thái phải đi tìm một nửa đời mình nữa, là chị Maria Trang. Và chị cũng đi tìm một nửa của mình để thực hiện lời Chúa dạy, đó là tìm anh Thái. Nói như vậy không phải là có nghĩa là chúng tôi là những người dâng hiến, những người đi tu ở một mình. Không, chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi đã kết hôn với Đức Kitô. Ngài chính là Đức Lang Quân của chúng tôi. Chúng tôi không kết hôn với một người nào đó. Tình yêu của chúng tôi không dành cho một cá nhân nào, nhưng mà dành cho tất cả cộng đoàn. Tất cả để phục vụ. Đi theo con đường này để phục vụ. Đó là tình yêu mà chúng tôi đang theo. Tuy nhiên, mỗi người một ơn gọi. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Vì chúng ta được yêu thương nên chúng ta cũng phải biết yêu thương anh em mình. Và tình yêu đó trước tiên phải bắt đầu từ gia đình. Và hôm nay hai anh chị Giuse Thái và Maria Trang
đang hiện diện ở nơi đây để xin Thiên Chúa chúc phúc và cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Cho nên đời sống hôn nhân nó đẹp. Đẹp vì được Thiên Chúa chúc phúc. Đẹp vì được mọi người đến tham dự và cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay đặc biệt dành cho anh chị. Như thế, một khi hai anh chị đã thành vợ thành chồng, trở thành một xương một thịt, thì không bao giờ được phép phân ly với bất cứ lý do nào. Càng không được viện cớ bất cứ lý do nào, quyền lực nào có thể tháo gỡ mối dây đôi hôn phối mà anh chị em, nhất là anh chị chuẩn bị đến với nhau. Cho nên chúng ta thấy, đừng quên tất cả những tuyên bố cho phép ly dị đều vô giá trị đối với giáo hội. Bởi vì giáo hội phải trung thành với ý muốn của Thiên Chúa. Và đây là thiên luật, là luật trời, luật do Thiên Chúa đặt ra. Cho nên không một thế lực nào có thể gỡ bỏ được. Chứ tuy nhiên, chúng ta thấy đôi khi cuộc sống về chung với nhau, nhiều người không thể sống chung thủy với nhau. Tại sao vậy? Vì những khuyết điểm, những tật xấu mà chỉ khi sau về chung sống mới phát hiện ra, mới khám phá ra. Cho nên chúng ta, nhiều người đưa ra tòa ly dị, ly hôn là ở vì họ không chấp nhận những giới hạn của nhau. Cho nên chúng ta thấy không có ai là hoàn hảo cả. Điều quan trọng chúng ta phải biết chấp nhận. Khi yêu thương thật sự với nhau, chúng ta dễ dàng bỏ qua cho nhau. Cho nên khi có tình yêu thì sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi sự cho nhau. Cho nên cha ông chúng ta thường nói, thương nhau 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng, hay thương nhau của ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng thành méo là vậy. Lời khuyên cho hai bạn là hãy học các cụ, xem các cụ ông cụ bà, xem họ yêu thương biết là dường nào. Ngày xưa chúng ta thấy không có điện, không có smartphone, không máy tính, không có tivi màn hình đẹp, không có các công nghệ như bây giờ. Nhưng Thiên Chúa đã xe duyên cho các cụ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Tôi thì không được sống như thời các cụ, nhưng các cụ kể lại bằng kinh nghiệm của các cụ nói, nhiều khi mai cưới thì bắt đầu sang đón dâu mới biết được mặt cô dâu, chứ còn không hề biết trước, bởi do sự cha mẹ xếp đặt và Thiên Chúa xe duyên. Nhưng các cụ vẫn yêu thương nhau đến răng long đầu bạc. Cho nên chúng ta thấy tình yêu của các cụ xuất phát từ tình yêu thật sự, và tình yêu đó được học nơi Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vì tình anh phải đi đêm, vấp 5-7 cái thì đất vẫn êm hơn giường. Ngày xưa không có điện, các cụ đến với nhau là vậy. Bây giờ các bạn có rất nhiều lựa chọn, lựa bao nhiêu cô, lựa chán xong chọn được một cô, rồi về bảo bố mẹ. Bố mẹ chỉ biết làm theo. Cho vậy hai bạn hãy cố gắng tôn trọng quyết định mà mình đã lựa chọn. Tình yêu thực sự phải biết yêu thương nhau. Chúng ta đôi khi chỉ để ý đến yêu chứ không để ý đến thương. Yêu, chỉ yêu là yêu cái sắc đẹp, chỉ yêu cái địa vị, yêu tiền của, yêu sức khỏe. Tình yêu đó là tình yêu vì em thế này tôi mới yêu em, vì anh thế này tôi mới yêu anh. Rất thường khi chúng ta yêu thương nhau, nhưng thực chất tình yêu luôn luôn vượt qua những cái giới hạn đó, vượt qua những cái sắc đẹp, địa vị và tiền của sức khỏe đó. Có lẽ hai anh chị hiện diện hôm nay nên tự hỏi nhau, nếu một ngày kia em không có sắc đẹp, anh không còn được khỏe như hôm nay, liệu chúng ta còn thương yêu nhau hay không? Hãy đặt câu hỏi ngay từ bây giờ.
Nếu đất chúng ta còn lúc đó dám nói có, thì đó mới là tình yêu chân thật. Như bài trong tin mừng chúng ta vừa nghe Đức Giê-xu nói: Thầy để lại cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Yêu thương như Thầy chứ không phải yêu thương như anh em yêu. Tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta là một tình yêu không tính toán, không so đo, vô vị lợi. Ngài không phải yêu một lần mà yêu mãi mãi, yêu cho đến chết. Chúng ta thấy, lúc mới yêu có thể anh Giuse Thái có thể sẵn sàng nói với chị Maria Trang: không có em, anh không thể sống được. Không có em, anh chết mất thôi. Không có em, anh không thể làm được việc gì trong cuộc sống. Em là cả cuộc đời của anh. Vậy 5 năm sau hay 10 năm sau, anh có sẵn sàng nói câu đó với chị Maria không? Hãy suy nghĩ. Hay lúc đó chúng ta về, em nói mới đầu, em nói anh nghe, ngọt lắm. Cưới nhau về 3 năm sau, đến lượt anh nói em phải nghe. 5 năm sau nói thì cả hai cùng nói và không ai nghe. Để trong gia đình luôn được lắng nghe với nhau, hòa thuận với nhau trong gia đình nhà mình, chúng ta hãy gõ học nơi gia đình Nazareth. Gia đình luôn luôn hòa thuận, không bao giờ có sự bất bình và to tiếng. Chúng ta để ý, nếu gia đình chúng ta có Chúa, mọi sự bình yên. Chúng ta hãy cẩn thận, có nhiều anh chị nói sau tuần trăng mật, nếu có Chúa luôn ở trong gia đình nhà mình thì em sẽ là mật ngọt của anh để anh tìm đến, và anh sẽ là mật ngọt của em để em nương nhờ, nếu có Chúa. Còn nếu mà không có Chúa ở cùng gia đình nhà mình thì sau tuần trăng mật dễ trở thành dập mặt, bởi vì không có Chúa mọi sự trở nên nặng nề. Cho nên chúng ta bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta hãy xin Chúa đến đồng hành cùng với gia đình chúng ta, vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là mối dây liên kết, một chất keo dính kết giữa chúng ta lại với nhau. Hôm nay anh chị chính thức bước vào đời sống hôn nhân, chắc chắn trên hành trình dài này sẽ gặp nhiều gian nan và thử thách, chứ không bao giờ lúc nào đường con theo Chúa lúc nào cũng có trải con nắng xuân trải lụa vàng đâu. Chắc chắn anh chị phải xác định điều đó. Có những lúc gian nan khốn khó, cơm không lành canh không ngọt, nhưng anh chị đừng sợ, bởi vì bên anh chị luôn có Chúa đồng hành. Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời của anh chị. Ngài đã dành tình yêu cho anh chị. Khi anh chị sau bài giảng, anh chị sẽ tự hứa với nhau trước mặt Chúa và Hội Thánh bằng mối dây liên kết đó, Chúa sẽ chúc lành cho anh chị. Tình yêu Thiên Chúa đối với Hội Thánh phải trở thành mẫu mực cho tình yêu của anh chị dành cho nhau, cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em sống trong đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, con người có những giới hạn và khuyết điểm. Điều quan trọng, chúng ta hãy biết chấp nhận những khuyết điểm đó, nhìn những mặt tích cực, biết nhìn những điểm tốt lành mà để cùng nhau vượt qua. Như Đức Kitô chấp nhận những khuyết điểm của mỗi người chúng ta trong con thân phận yếu đuối mỏng giòn của mỗi người chúng ta. Chúng ta như thế nào Ngài vẫn yêu. Ngài đâu có bao giờ đến bảo mày tội quá tao không yêu nữa đâu. Không bao giờ. Bất chấp chúng ta là như thế nào, Ngài ghét tội chứ Ngài không ghét người có tội. Cho nên chúng ta hãy học nơi Ngài. Chúng ta không tốt lành, chúng ta không thánh thiện để được Thiên Chúa yêu thương, nhưng vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót, Ngài là tình yêu, Ngài yêu thương ta trước. Vì vậy, hãy để Thiên Chúa đồng hành cùng gia đình anh chị, và xin Thiên Chúa trong thánh lễ này đặc biệt chúc lành cho anh chị, anh Giuse Thái và chị Maria Trang chuẩn bị bước vào đời sống
hôn nhân gia đình, biết lấy Chúa làm trọng tâm để được Ngài luôn chúc phúc. Và điều đó giờ đây anh chị và cùng cộng đoàn hãy lắng nghe và cùng nhau đứng lên để xác định lời hứa đó và trao cho nhau những điều mà chúng ta hứa trước khi bước vào đời sống gia đình. Amen. Anh chị rất thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô dang rộng cánh tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Đào Văn Thái và chị Maria Lại Kiều Trang, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không ạ. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban lạ và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy, bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Đào Văn Thái, xin nhận em Maria Lại Kiều Trang là vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Lại Kiều Trang, xin nhận anh Doan Đào Văn Thái làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Maria Lại Kiều Trang, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh với Cha và Con và Thánh Thần. Anh Doan Đào Văn Thái, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xong nhá. Giờ đây anh chị chính thức trở thành một gia đình mới trong cộng đoàn đức tin của Hội Thánh và của giáo xứ. Vì vậy, cộng đoàn chúng ta hãy vui mừng, nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho đôi anh chị. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu trong ý định tạo dựng của Người. Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia vui cùng với anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để Hội Thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian,
Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa là Cha chí thánh trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa. Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ muôn ơn lành cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sống cuộc đời sống.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và miêu lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ của tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đã ngự đến nhân tay Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu
để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Đào Văn Thái và chị Maria Lại Kiều Trang mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa phúc lành của Ngài xuống trên anh chị đây, để xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm nên phong phú nhờ bí tích hôn phối này. Lạy Cha Chí Thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã tạo dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha, và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin Cha cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Lại Kiều Trang và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Đào Văn Thái. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ. Xin mình và máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự vào bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha hằng hữu, xin gìn giữ các con trong hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa là Cha toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi,
đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.